bao nhiêu tuổi? 7 tuổi mà khui hồn mắt của mẹ lắm. Rồi, hai chị em phải không? Người khui cái, con khui đây nè con, cái xanh nè. Để chị em khui đi con. Ờ. Rồi. Nhưng mà để ba mở đi, để con mở hết á. MacBook Air 15 inch M2. Các anh chị làm văn phòng đó hả? Cơ bản. Dạ. Văn phòng cơ bản thôi, con thấy dư rồi, dư tải rồi. Dùng không có hết hiệu năng đâu. Đó, pin lâu nha. Ở đây có pin lâu. Từ từ con để ba. Con M2 đó là con mấy anh? Dạ M2 con này 10 con. Nó là chip M2 anh, chip của Apple Silicon. Dạ, nó tiết kiệm điện năng mà vẫn giữ được cái sức mạnh. Không, không, không mình thiệt, hoàn toàn hai cái nền tảng hoàn toàn khác nhau. Một thằng là nền tảng công nghệ ARM. Dạ. Một silver cũng đẹp không mọi rất đẹp. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Không biết nữa. Vậy chứ anh.